Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 2 tháng 10. Chương trình có những nội dung chính sau. Hôm nay khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 với nhiều nội dung quan trọng. Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Vĩnh Long triển khai nhiều hình thức hiệu quả, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Một nghe người dân nói, ghi nhận ý kiến của người dân, giáo viên, phụ huynh, học sinh, trường trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Tân Bình, đề nghị lắp đèn tín hiệu điều khiển để đảm bảo an toàn giao thông. Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể hội nghị lần thứ 8. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Trước khi khai mạc hội nghị, Ban chấp hành Trung ương đã dành một phút tưởng niệm Quỹ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng trong các đợt thiên tai hỏa hoạn. Tại hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị Trung ương lần này của chúng ta xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Xin đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, các đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc sức khỏe các đồng chí. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. 291 đại biểu chính thức đại diện cho trên 85.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trong toàn tỉnh dự đại hội. Đến dự và chỉ đạo đại hội có bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ tham dự đại hội. Báo cáo tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thực hiện đạt và vượt 12 trên 12 chỉ tiêu đề ra. Phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn từng bước được nâng lên. Các cấp công đoàn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều giải pháp tập trung hướng về cơ sở. Nhờ vậy, hoạt động công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu. Các chương trình bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn quan tâm phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Đặc biệt là chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19
do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được đoàn viên tích cực hưởng ứng với trên 10.090 sáng kiến được cập nhật trên cổng trực tuyến, đạt 123% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao với tổng giá trị làm lợi trên 30 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà công đoàn các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Ông cũng đề nghị đại hội phát huy dân chủ, thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác công đoàn và phong trào công nhân trong thời gian tới. Tích cực làm tốt công tác vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động trong nhiệm kỳ tới. Tôi đề nghị cấp ủy công đoàn phải xác định đây là mục tiêu hoạt động, chức năng cơ bản, nhiệm vụ, trọng tâm, xuyên suốt, là nhân tố quan trọng để tập hợp, gắn kết đoàn viên với tổ chức công đoàn. Do đó, công đoàn cần phải chủ động tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, chú trọng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo điều kiện để cho công nhân, người lao động thực hiện quyền làm chủ, lao động sáng tạo, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và được hưởng những lợi ích thiết thực tương xứng với những đóng góp của mình đối với kết quả hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp đối với các cơ quan nhà nước cấp thẩm quyền thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật về lao động và công đoàn. Thay mặt Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của công đoàn tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bà cũng lưu ý đại hội cần tập trung thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề trọng tâm và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, đủ số lượng theo quy định. Nhiệm vụ hết sức quan trọng của đại hội lần này là bầu ra ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội 13 công đoàn Việt Nam. Tôi đề nghị các đại biểu đại hội sáng suốt lựa chọn các đồng chí thật tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống trong sáng, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm, bầu vào ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội 13 công đoàn Việt Nam, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thành phần, cơ cấu. Tôi cũng đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để tiếp tục hoàn thiện nội dung văn kiện đại hội, dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa 12 trình đại hội 13 công đoàn Việt Nam, dự thảo điều lệ công đoàn Việt Nam sửa đổi bổ sung. Tại đại hội, đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn, thỏa ước lao động tập thể và các giải pháp đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên người lao động. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ngày mai, đại hội tiếp tục làm việc để biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội bầu đại biểu dự đại hội 13 công đoàn Việt Nam và ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Trước khi khai mạc, các đại biểu dự đại hội đã đến khu lưu niệm tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, dân hương, dân hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người cộng sản kiên trung mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, đã có nhiều cống hiến hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 là diễn đàn chính trị quan trọng của đoàn viên người lao động, đóng góp xây dựng định hướng các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong nhiệm kỳ tới. Tại đại hội này, nhiều ý kiến đại biểu bày tỏ sự kỳ vọng và quyết tâm xây dựng triển khai có hiệu quả các hoạt động công đoàn nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Vĩnh Long luôn bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xác định công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động là mục tiêu hoạt động trọng tâm. Thông qua đại hội, các đại biểu đã gửi gắm kỳ vọng quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới. Trong cái đại hội lần này thì bản thân tôi rất là kỳ vọng đại hội sẽ
thảo luận những cái giải pháp để có những cái chương trình hành động vì người lao động và hướng về người lao động dựa trên nguyện vọng của đoàn viên công nhân lao động. Qua cái đại hội này thì mong muốn của em cũng như là rất nhiều công đoàn viên ở cơ sở là gửi gắm đến cái tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên đến đại hội, hỗ trợ công đoàn viên trong cái thời gian tới sẽ được tốt hơn, đặc biệt là cái công tác về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công đoàn viên ở cơ sở. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, thích ứng với bối cảnh tình hình mới, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn là một trong những nội dung tiêu biểu được các đại biểu quan tâm trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian tới thì công đoàn ngành sẽ sát cánh cùng với công đoàn cơ sở giải quyết tốt cái chế độ tiền lương và giải quyết tốt các chính sách của người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở các cấp của đơn vị và công đoàn ngành sẽ thực hiện tốt cái khâu là xây dựng cái đề án vị trí việc làm, phân công lại cán bộ cho nó đúng chức năng nhiệm vụ. Rồi từ đó mình sẽ có cái chế độ tiền lương phù hợp với cái việc cái công lao động của người lao động. Và bên cạnh đó thì thực hiện đúng các cái chế độ chính sách của đảng và nhà nước. Thời gian qua thì công đoàn cũng đã làm tốt cái việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác công đoàn cũng như trong các chuyên môn của từng cơ quan đơn vị. Thì đặc biệt là với cái điều công trực tuyến mức 3.4 thì cũng như trong thời gian tới thì các công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa là công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức của người cán bộ chức người lao động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số góp phần cho cùng toàn thể đảng bộ quyền thực hiện cái mục tiêu là cho giúp tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững. Với tinh thần phát huy sự chủ động sáng tạo, công đoàn Vĩnh Long đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào công nhân viên chức lao động và các hoạt động công đoàn. Đây là cơ sở để trong nhiệm kỳ mới, công đoàn Vĩnh Long tiếp bước hành trình góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, mái ấm công đoàn đã trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của tổ chức công đoàn và đã góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của người lao động. Đây là một trong những phong trào nổi bật của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2018-2023. Là lao động chính với thu nhập của công nhân may, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh chỉ đủ lo chi tiêu cho sinh hoạt trong gia đình và chi phí học hành của con, nên ước mơ xây dựng một căn nhà khang trang vượt quá khả năng. Sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức công đoàn đã hiện thực hóa ước mơ an cư của chị và gia đình. Nhờ được công đoàn tỉnh và công đoàn công ty cho cái máy ấm nên em rất là phấn khởi. Đây là cũng là động lực để cho tôi phấn đấu để có làm việc để có cuộc sống tốt hơn. Xác định hỗ trợ nhà ở là hoạt động thiết thực giúp người lao động an cư lạc nghiệp. Bên cạnh công tác vận động nguồn lực, các cấp công đoàn còn quan tâm theo dõi giá cả nguyên vật liệu xây dựng nhà ở để điều chỉnh nâng mức hỗ trợ phù hợp. Trong 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã 2 lần nâng đỉnh mức kinh phí cấp xây dựng mới để phù hợp và đảm bảo cho người lao động có một căn nhà tươm tất. Nhờ bên công đoàn, mấy ấm công đoàn hỗ trợ các được khang trang vậy tôi cũng mừng và cố gắng phấn đấu lên. Công đoàn khu công nghiệp thì tiếp tục quy động trong cái đoàn viên công đoàn cũng như là người lao động tiếp tục chăm lo hỗ trợ tất cả các cái đoàn viên còn lại mà có khó khăn về nhà ở thì chúng tôi sẽ có kế hoạch vận động và có cái khảo sát để hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn nhằm làm sao thực hiện tốt cái công tác chăm lo và tạo điều kiện hỗ trợ về nhà ở cho đoàn viên ngày một tốt hơn. Với quyết tâm tạo cơ hội cho người lao động an cư, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đóng góp quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh được gần 24 tỷ đồng, đạt hơn gấp đôi so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng 562 căn nhà mái ấm công đoàn, vượt 262 căn với số tiền hỗ trợ trên 21,3 tỷ đồng. Đây là cái chương trình hết sức là cái có nhân văn, có ý nghĩa, đóng góp phần để cho người lao động có nhu cầu về nhà ở nhưng hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ để xây ngắn công đoàn.
công nhân lao động người ta thấy rằng cái ý nghĩa của nó là hết sức là thiết thực, cái ý nghĩa của nó là giúp cho người lao động giảm bớt khó khăn và người ta có được căn nhà thì an tâm công tác. Ông bà mình thường nói là an cư thì lạc nghiệp, nó cho nên là được ủng hộ rất là cao. Cái sự hưởng ứng của người lao động cũng như các nhà hảo tâm thì chắc chắn rằng cái chương trình nón công đoàn sẽ đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Sự chăm lo của tổ chức công đoàn, sự chung tay đóng góp quỹ xã hội của đoàn viên, người lao động, mỗi căn nhà kiên cố được bàn giao là niềm vui, hạnh phúc của công đoàn viên. Những ngôi nhà mang tên mái ấm công đoàn đã và đang tạo thêm động lực để người lao động tiếp tục vươn lên, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhằm bổ sung giáo viên giảng dạy và viên chức phục vụ tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng vị trí việc làm năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tuyển dụng thêm 70 giáo viên và nhân viên. 70 giáo viên cần tuyển gồm 32 giáo viên trung học phổ thông và 12 giáo viên trung học cơ sở, tập trung ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, giáo dục công dân, thể dục, giáo dục quốc phòng, âm nhạc, mỹ thuật, và 26 nhân viên, thư viện, thiết bị thí nghiệm, công nghệ thông tin, kế toán, văn thư, y tế. Việc thi tuyển được thực hiện theo hai dòng, thi kiểm tra kiến thức chung theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính và thi nghiệp vụ chuyên ngành. Hạn cuối đăng ký dự tuyển là ngày 6 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, thời gian qua, các cấp hội khuyến học tỉnh Vĩnh Long đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vận động nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập. Công tác này góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhân ngày khuyến học Việt Nam 2 tháng 10, chúng tôi có ghi nhận về công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Phát huy tinh thần hiếu học, tạo sức lan tỏa cho phong trào học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, các hội viên hội khuyến học xã Tân Hạnh tích cực tham gia và vận động người dân xây dựng gia đình học tập. Từ gia đình học tập, xã tiếp tục vận động mở rộng và tiến dần đến dòng họ học tập. Xây dựng gia đình học tập thì đây là một cái vấn đề rất có ý nghĩa, rất tốt để giúp gia đình là nâng cao cái trình độ hiểu biết về văn hóa xã hội hay là nghề nghiệp để là góp phần làm kinh tế gia đình, cũng như là giáo dục cho con cháu để là cùng nhau xây dựng cho cái xã hội học tập. Xác định việc vận động người dân xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học của mỗi gia đình, dòng họ là động lực xây dựng xã hội học tập. Thời gian qua, Hội khuyến học các cấp tỉnh Vĩnh Long đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức bình xét, tuyên dương, khen thưởng các mô hình điển hình về xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thu hút người dân tham gia xây dựng xã hội học tập, từng bước nâng cao trình độ, kiến thức, phát triển kinh tế gia đình. Phát động cái phong trào là gia đình học tập cho là mọi người dân đăng ký và tham gia học tập để nâng cao cái trình độ năng lực của mình và cái nghề nghiệp để mà tạo dựng cái cuộc sống và phát triển kinh tế. Có nhiều là gia đình là từ nghèo mà bây giờ các em đã học hành thành tài thì đã tạo dựng cái cuộc sống là đã thoát nghèo bền vững. Chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, lựa chọn những cái mô hình tiêu biểu để mà giới thiệu. Nhờ thế mà cái kết quả của việc xây dựng xã hội học tập trong thời gian qua ở trên địa bàn tỉnh thì rất là tốt. Người dân đã có ý thức hơn về vấn đề học tập để nâng cao trình độ, cập nhật được những cái kiến thức mới, hỗ trợ rất là đắc lực cho cái việc sản xuất, kinh doanh, đời sống. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng xã hội học tập chú trọng đến các cái mô hình dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập để làm sao nâng cao ý thức được của tất cả mọi người trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt cái việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Theo Hội khuyến học tỉnh Vĩnh Long, đến nay Vĩnh Long có trên 90% gia đình học tập, hơn 99% dòng họ học tập. Toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận cộng đồng học tập cấp xã. Phong trào xây dựng xã hội học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh đã thúc đẩy từng công dân, từng gia đình, dòng họ, từng đơn vị cơ quan tham gia học tập thường xuyên và học tập suốt đời, góp phần tích cực trong việc nâng cao dân trí,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho biết trong tháng 9, lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được các tổ chức tín dụng tiếp tục điều chỉnh giảm từ 0,2 đến 1% một năm so với tháng trước. Cụ thể, lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam hiện nay đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 0,1 đến 0,5% một năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 3 đến 4,5% một năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng phổ biến từ 4,7 đến 6,5% một năm, kỳ hạn trên 12 tháng trở lên phổ biến ở mức từ 5,8 cho đến 6,6% một năm. Mặc dù lãi suất huy động giảm, nhưng lượng tiền gửi tiết kiệm vẫn tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số dư nguồn vốn huy động. Điều đó cho thấy gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư sinh lời an toàn được người dân ưu tiên lựa chọn. Theo quyết định của Liên Bộ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, từ 16 giờ chiều nay, giá mỗi lít xăng giảm từ 690 đồng đến 900 đồng. Riêng giá các mặt hàng dầu, trừ dầu mazut, vẫn giữ nguyên giá bán theo cách đây 10 ngày. Sau điều chỉnh, giá xăng RON 95 là 24.840 đồng một lít, giảm 900 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá 23.500 đồng một lít, giảm 690 đồng một lít. Dầu diesel vẫn giữ giá 23.590 đồng một lít và dầu hỏa vẫn có giá 23.810 đồng một lít như lần điều chỉnh cách đây 10 ngày. Riêng dầu mazut giảm 390 đồng một ký, có giá 17.450 đồng một ký. Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức chi từ quỹ này cũng giảm về 0 đồng một lít ký với hầu hết các mặt hàng, trừ dầu diesel. Mức xả quỹ là 285 đồng một lít và dầu hỏa mức xả quỹ bình ổn giá xăng dầu là 109 đồng một lít. Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Tân Bình nằm trên quốc lộ 1 đi qua tỉnh Vĩnh Long là nơi có lưu lượng người tham gia giao thông rất đông. Nhiều năm qua, người dân, giáo viên, phụ huynh và học sinh mong muốn có giải pháp hữu hiệu để phòng tránh tai nạn giao thông trước cổng trường. Mặc dù ngành chức năng đã lắp đèn tín hiệu vàng nhấp nháy liên tục, sơn kẻ vạch đường, làm gờ giảm tốc phía trước trường Trung học cơ sở Phú Thịnh để xe cộ qua lại tại đây chú ý đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo người dân, tình trạng giao thông vẫn luôn rất phức tạp và nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao. Giao thông thì đi qua khi nó chạy không kịp, qua lại không kịp thì nó đụng, nó quẹt cổ quẹt với nhau hoài à. Tôi mong muốn là làm đèn xanh đèn đỏ cho bà con ở đây tôi đi cho nó dễ dàng, cho nó an toàn hơn. Tôi cũng mong muốn cho nhà nước ra làm cái đèn xanh đèn đỏ ở đây, nó cho mấy đứa học sinh với thầy cô rồi qua lại cho nó an toàn, bị trên chuyến đường tan học, giấc trưa, giấc chiều, xe chạy quá tốc độ. Và không có giảm tốc độ. Năm học này, trường Trung học cơ sở Phú Thịnh có hơn 1.500 học sinh. Cộng với lượng phụ huynh đưa đón thì lưu lượng phương tiện qua lại, nhất là vào giờ cao điểm rất đông. Từ đầu năm học, phụ huynh học sinh và ban giám hiệu nhà trường đã ngồi lại bàn giải pháp và rất mong muốn được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao cắt này. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, thay mặt phụ huynh của trường cũng kính đề nghị với các cơ quan ban ngành có trách nhiệm sớm thực hiện cái việc đặt cái tín hiệu giao thông ở đây để cái việc mà đi lại của các em học sinh của phụ huynh an toàn hơn. Mỗi lần qua lộ là con quan sát rất là kỹ, vì xe chạy rất là nhanh, thấy rất là nguy hiểm, con mong muốn có một cái đèn xanh đèn đỏ để qua đường cho nó an toàn. Từ mong muốn và nguyện vọng chính đáng nêu trên, rất mong các ngành các cấp có thẩm quyền sớm xem xét có biện pháp phù hợp để giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông tại đây. Điều quan trọng hơn là có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu để không xảy ra những sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của mọi người tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng mới đây đã tổ chức lễ khai mạc tuần văn hóa thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón bằng chứng nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ nhất. Kết quả này đã khẳng định nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong bảo tồn các giá trị của công viên theo các tiêu chí và khuyến nghị của chuyên gia UNESCO.
Và trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ tại công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Vào tháng 12 năm 2022, Hội đồng UNESCO đã thông qua quyết định tiếp tục công nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định vào lần thứ nhất. Danh hiệu này đang tiếp tục góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa bản sắc của tỉnh Cao Bằng nói riêng và của Việt Nam nói chung ra thế giới. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.